thẳng với số 2, mình viết dấu cộng, mình kẻ vạch ngang. À đây, có ít cách tính con này. Vừa rồi các bạn đã tìm ra được những cái điểm sai ở bài tập số 3, đó là bài 3 có 3 điểm tính. Thì ở đây các bạn tìm các số bị sai hàng đơn vị, hàng trục. Các bạn đơn vị là đơn vị hàng hàng trục. Và các bạn đã tìm ra điểm sai đó là hàng hàng trục. Và đây là 3 các tính đã được mô hình bằng mô tả. Và đơn vị số bài tập chúng ta, các con kiểm tra cho mình đã biết là chưa? Cả nhà đang ăn cơm. Mỗi lần tăng là phải học bài, khổ thế, học đúng cái giờ này. Sao lại không học cái giờ khác nhỉ? Giờ này giờ tay phát biểu như giật luôn.